Xin kính chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất, ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Xung đột dữ dội, Nhật Bản rầm rộ điều quân đội tiến vào Biển Đông đánh nhau to với Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng thì ngày hôm qua, Nhật Bản đã điều 3 tàu khu trục tiến vào Biển Đông để đến thăm cảng biển của Philippines, đồng thời thực hiện công việc tuần tra hàng hải theo lời kêu gọi của Hải quân Hoa Kỳ. Các nhà quan sát cho biết, ngay sau khi 3 tàu khu trục của Nhật tiến vào Biển Đông đã bị một nhóm tàu của phía Trung Quốc bí mật bám theo sau để theo dõi sự di chuyển của tàu Nhật. Khi tàu khu trục Tokyo đi vào địa phận 12 hải lý sát đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh, ngay lập tức đụng độ xảy ra. Hải quân của Trung Quốc đã cho nhóm tàu hung dữ xua đuổi tàu của Nhật, nhưng 3 tàu chiến Tokyo vẫn tiếp tục di chuyển và tuần tra theo đúng cam kết với cả hải quân của Hoa Kỳ, và cuối cùng tiếng súng đã nổ. Tàu Trung Quốc đã bất ngờ cho phun vòi rồng và bắn đạn thật lên khoang tàu chiến của Nhật Bản, buộc chỉ huy của Hải quân Nhật Bản đã phát lệnh cho 3 tàu khu trục của Tokyo phóng hỏa và trận chiến bắt đầu xảy ra. Hai bên liên tiếp ăn miếng, trả miếng, liên tục nạ đạn vào nhau, buộc 3 tàu chiến Tokyo của Nhật Bản hạ lệnh phóng hỏa, đồng thời thiêu cháy 5 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc. Thế Nhật Bản chống trả quyết liệt, buộc hải quân của phía Bắc Kinh phải cho các tàu còn lại rút lui, và cuộc chiến chỉ dừng lại khi 5 tàu của phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội. Theo các nhà quan sát cho biết, cuộc đụng độ đã xảy ra dữ dội trên Biển Đông, báo hiệu một năm 2021 đầy sóng gió trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, khu vực châu Á-Nhật Bản là đồng minh thân thiết của Mỹ, và Mỹ cũng coi Nhật Bản là đồng minh cực kỳ quan trọng ở châu Á. Cho nên, việc hải quân của Nhật Bản liên tục phối hợp với cả hải quân Hoa Kỳ có những cuộc tập trận trên Biển Đông lẫn biển Hoa Đông với quy mô được cho là rất lớn. Theo các nhà quan sát cho biết, có những cuộc tập trận được hai nước huy động tới 6 tàu sân bay USS, 10 máy bay B-52, 7 tàu chiến cỡ lớn cùng tàu ngầm và 5.000 lính thủy. Được biết, những cuộc tập trận trên là để tăng cường sức mạnh quân đội, không quân, hải quân của hai nước đồng minh Mỹ, Nhật. Nhưng đồng thời, nó cũng là một thông điệp cứng rắn gửi đến chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên có những hành động hung hăng, gây hấn, bắt nạt, bành trướng trên Biển Đông. Nếu không, Mỹ và Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản loan báo đã điều 3 tàu khu trục cỡ lớn mang theo rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại và tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ theo đúng cam kết với cả Hải quân Mỹ. Và Bộ Quốc phòng của Nhật Bản còn nhấn mạnh khi 3 tàu khu trục của Tokyo tiến vào Biển Đông chắc chắn sẽ làm cho phía Trung Quốc tức giận và cuộc đụng độ sẽ ắt phải xảy ra. Bởi vì trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã cho biết Biển Đông là một phần không thể tách rời của Bắc Kinh. Các đảo lớn nhỏ đều là của phía Trung Quốc và yêu cầu các nước trên thế giới, nhất là Mỹ và Nhật Bản nên tôn trọng vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông nếu không muốn trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa còn lặp đi lặp lại quan điểm Trung Quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa nào nguy hiểm cho thế giới. Tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều bình đẳng và đều có quyền độc lập, lựa chọn con đường phát triển riêng của mình, và chính quyền Bắc Kinh đã có lịch sử từ ngàn năm trước. Lịch sử đó cũng đã minh chứng cho Trung Quốc có bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông, và Bắc Kinh yêu cầu các quốc gia trong khu vực cũng như các nước trên thế giới hãy ngừng can thiệp cũng như tôn trọng lãnh hải mà Bắc Kinh có những vùng biển thuộc đường lưỡi bò. Mỹ và Nhật Bản đã cho tàu chiến xâm phạm đặc biệt vào vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm vào vùng phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Hành động đó được cho là không thể nào chấp nhận được với Bắc Kinh và nó sẽ gây ra căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả quyết liệt. Đó là lời phát ngôn mạnh mẽ và mạnh miệng của người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Trung Quốc phát biểu thì rất hay, nhưng trên thực tế làm thì rất là dở. Không vô cớ mà Mỹ và Nhật Bản lại thường xuyên điều tàu chiến tiến vào Biển Đông để thao tác tập trận cũng như thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải.
sự xuất hiện của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là sự răn đe dành cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Và nếu như giả thiết trong thời gian dài vừa qua, trên Biển Đông không có sự can thiệp mạnh tay từ chính quyền Tổng thống Joe Biden và chính phủ Nhật Bản, ông Shinzo Abe cùng các cường quốc mạnh trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ấn Độ, Australia thì Trung Quốc đã làm bá chủ Biển Đông từ rất lâu rồi. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, trong năm 2021, Mỹ và Nhật Bản sẽ liên kết với nhau quét sạch các tàu biển, tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển, tàu hải giám, cũng như là các tàu sân bay và tàu chiến, đặc biệt là con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, để bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao của Tokyo cho biết, Tổng thống Joe Biden vừa gặp Thủ tướng Nhật Bản để họp bàn khẩn cấp về việc Biển Đông. Và trong thời gian tới, Tổng thống Joe Biden bắt tay chặt chẽ với Thủ tướng Nhật Bản để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc sẽ thường xuyên điều tàu sân bay, tàu khu trục tiến vào Biển Đông. Đồng thời, trong năm 2022 sẽ có 10 cuộc tập trận chung giữa hải quân, không quân của hai nước tại vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông cũng như quanh quần đảo Senkaku. Quần đảo này, phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, được cho là thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng và nảy lửa giữa hải quân của Nhật Bản và hải quân của Trung Quốc. Theo một nguồn tin đáng thân cận tiết lộ, thì Trung Quốc trong năm 2021 sẽ điều rất nhiều quân ra chiếm đóng quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản. Và Nhật Bản đã lên kế hoạch với cả Mỹ để chống đối với cả phía Trung Quốc. Đồng thời ra một tuyên bố sắc lạnh rằng nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình mà có ý đồ chiếm đóng quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản, thì Bắc Kinh sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong năm 2022. Các thông tin liên quan tới tình hình Biển Đông và chính trị trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.